À, xin chào tất cả các bạn hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn thêm một cái cây mai mà hôm nọ mình có làm clip các bạn xem là mình vô giường mình mua được ba cây này các bạn thì mình đã làm hai cây rồi thì cái cây này là cây tiếp theo cây thứ ba nè các bạn cái cây này các bạn thấy thì người ta trồng như vậy nè nó nằm trong giọn vậy đó các bạn thì cái mặt cắt này các bạn thấy người ta cắt nó bị lỗi các bạn tức là mặt cắt thường thường mình cắt mình quét làm sao mà cái mặt cắt nó đi vô trong các bạn cái nhánh nó, đâm lên nó là ở ngoài thì nó sẽ lắp mặt cắt ở ngoài nhìn vô thì đỡ thấy mặt cắt hơn thứ hai nữa là cái giống cắt như cái nạn này đó các, các bạn thấy không hai mặt cắt thì bằng nhau thay vì một nhánh cao một nhánh thấp đó nhưng mà ở đây người ta cắt nó hơi nó không bị nó không được đẹp qua nó bị lỗi rồi thành ra bây giờ đó, một làm dựng cái đỉnh này lên thì mình có thể mình để nghiêng cho cái cây này nó bay nè các bạn đó để vậy nè thì nó sẽ thành một cái cây bay đó, nhưng mà cái cây này nó rất là hay rồi các bạn cái này mình phát hiện nó rồi nó rất là hay mình có thể dẫn định đây các bạn định chính của nó luôn đó nhưng mà mình cho nó nghiêng về mặt bên bên trái mình tí đó bạn thấy không khi mình để nghiêng qua thì nó sẽ thành hình thú các bạn ơi nó y như một cái con gì nè có tay chân luôn các bạn mình thấy cây này rất hay các bạn trong trong ba cây mình mua thì cái cây này mình nghĩ là nó là mình thích nhất nè nó là hình thú là rõ nét luôn ạ cái này là cái tay đó các bạn đó còn bên đây một cái tay nữa một tay để xuống một tay giơ lên các bạn thấy không rất là hay luôn các bạn đó cái tay đưa xuống nè ha bạn thấy cái tay có ức luôn các bạn đó rồi một tay thì đưa lên để nữa làm dùng uh, nhánh ghép mình ghép cho cái tay đưa lên luôn các bạn mình thấy cái này rất hay các bạn ơi thành ra là mình chia sẻ bạn thường ngày thì khi mà mình muốn làm một cây phôi á thì uh, để mình bây giờ mình bỏ vô cái chậu đó các bạn mình muốn cắt cây phôi á thì mình có thể trước trước tiên là mình phải lắc cái cây các bạn xây đủ chiều hết xây xung quanh rồi lắc qua lắc lại lắc tới lắc lui ha để mình tìm ra cái cái điểm đẹp của cái cây các bạn nó có thể cái cây nó nhiều khi nó thành nó 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 nó, nó hình nó hình thú các bạn ơi Đó, thành ra khi mình để nó chỉ cần nghiêng một tí thôi thì nó sẽ thay đổi cái cây hoàn toàn các bạn thành ra mình thấy cái cây này chỉ có À, nghiêng nó nó về bên à, tức là nó à, nó cái cái mặt nhìn của mình đó, như vậy nè đó, Như chỗ mình đang làm nè. Thì cái mặt chính đi Thì chỉ nghiêng về phía đằng sau lưng của nó một tí là nó thành thành thú đó các bạn Đó thành ra cái một cái cây thì các bạn thấy là Nó rất là, là, là nhiều cái cách để mình làm mà mình để nghiêng qua trái nghiêng qua phải rồi nghiêng ra đằng trước Nghiêng ra đằng sau đó, Thì các bạn sẽ thấy được đó, Cái thế nào đó nó hợp lý thì mình làm các bạn nói thì sau khi mình đã à, nghiên cứu cái thế nó xong rồi các bạn đó, là mình trồng cái cây này cái trực hình thú nó là sau này nó là mình vận dụng cái cái cây bài đó các bạn cây trực bài để mà mình làm cái cây này cũng có cành một cành hai cành phong các bạn đó chủ yếu là cành một cành hai cành phong thì nó giống như là một cái cây trực bài đó các bạn thì bây giờ trước mắt đó thì mình gỡ những cái phần chắc chồng nó ra với lại cắt bớt những cái rễ đó các bạn để mình ép vô cái chậu nhỏ mà đó tức là mục đích của mình đó thì bonsai thì nên ép vô cái chậu nhỏ các bạn thì nó nó gọn hơn nó đẹp hơn và sau này thì cái cách chăm sóc này hơi khó hơi cực một chút xíu cực thôi chứ không phải khó các bạn ơi tức là hơi cực công một chút thôi nhưng mà lại nó mang lại cái cái hiệu quả rất là cao đó các bạn tức là cái cây trong chậu nhỏ các bạn đừng nghĩ chậu nhỏ mà khó chăm sóc nha trong chậu nhỏ nó phát triển dễ hơn là cây chậu lớn các bạn ơi nó trừ khi mình muốn nuôi thành cái tay lớn cành lớn thì mình nó nuôi vô chậu lớn thôi chứ còn mà mình ở trong chậu nhỏ nếu mình chăm sóc tốt cái cây vẫn phát triển tốt các bạn đó thì bây giờ thì bây giờ mình mình để nó lên cái chậu rồi mình cái nào rễ cái nào mà nó, nó nó xỉa ra ngoài á thì mình cắt bớt các bạn dư thừa mình cắt bớt đi đó thì mình thêm chất cái chất trồng vô chất trồng ở đây thì mình chia sẻ các bạn thường ngày rồi mình là chuyên gia ha trồng với lại uh, cát các bạn cát sưa dừa ha với lại uh, một ít cho cháu thôi <laughs> đó là cái chất trồng nó rất là lý tưởng các bạn thì uh, cái chất trồng đó mình chia sẻ với bạn hoài cũng có bạn hỏi mình hoài tại sao mà cám dừa với cát thì nó có gì đâu ăn đó thì ở đây là cái cái các bạn nên hiểu là cái giá thể mà cái, cái chất trồng để cho cái bộ rễ nó phát triển ở đó thôi đến sau này thì khi bộ rễ nó đã phát triển ra đó thì mình dùng cái nguồn phân từ bên ngoài đưa vô các bạn đó. thì mình đó thì mình thường làm đó thì mình dùng cái phân hữu cơ với lại phân vô cơ phân vô cơ thì nbk đó các bạn à, hoặc db gì đó mình rải xương xương thôi ít ít để mình mồi mồi cho cái cây nó phát triển thôi đó. nhưng mà cái cây ăn nguồn phân chính là nguồn phân hữu cơ các bạn đó giống như là con người mình mà ăn cái nguồn chính là ăn cơm các bạn. Còn cái nguồn phụ là ăn giặt ha. Thì các món ăn giặt các bạn biết rồi đó. Ăn cái này ăn cái cái đâm đâm la. <laughs> thì giống như cái cây ăn giặt có thể là ăn cái nguồn phân giống như là phân vô cơ đó. Còn nguồn phân chính là học phải là hữu cơ các bạn. Thì à, mình bình thường mình à, mình dùng cái phân chính à, để mình vô đó thì à, thường mình dùng phải cái phân dynamit các bạn ơi. Đó. Mình thì à, thường là dùng dynamit thì nói chung thì cái nguồn phân hữu cơ thì nó cũng rất là nhiều hiện nay trên thị trường thì các bạn thấy là phân hữu cơ của nhật mà nó làm từ cái nguồn phân gà đó các bạn xài cũng vẫn là tốt rồi cái hữu cơ mà hung mít các bạn là xài cũng rất là tốt tức là những cái nguồn phân đó đều xài được các bạn chứ không phải nói mà cái loại phân nào mới là thích hợp cho cái cây mai đâu bởi vì cây mai á vốn dĩ nó là một cái cây trong rừng các bạn một cái cây sống ngoài thiên nhiên nó không cần thiết phải một cái loại phân nào nhất thiết đâu các bạn ơi các bạn đừng có hiểu như thế tức là nguồn phân hữu cơ mà hữu cơ mà thì là 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 có thể sử dụng được các bạn có thể nói là ngày xưa đó thì có thể là dùng cái phân chuồng thôi, mình bản thân mình ngày xưa mình dùng phân chuồng hoặc phân bánh dầu thôi đó là hữu cơ nguồn gốc hữu cơ bánh dầu là hữu hữu cơ thực vật các bạn còn mà hữu cơ phân chuồng là hữu cơ động vật thôi đó. nhưng mà mình vẫn xài cây vẫn tốt các bạn. nhưng ngày xưa mình làm mấy cái đó thì nó lại nó nó, 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 nó hơi cực có cái là mình phải ủ quay nữa các bạn còn bây giờ thì các bạn thấy các cái chế phẩm mà người ta bán sẵn đó, nguồn phân hữu cơ nó bán sẵn đó thì thì rất là tốt các bạn các bạn biết đó là khi cái nguồn phân mà như phân chuồng đi thì mình phải đi ủ mình làm sao cho nó quay đó giống như là cái cái cơm mà mình nấu chín với lại là chưa chín vậy đó các bạn đó, ủ cho nó quay vô thì cái cây nó ăn nó hấp thụ rất là nhanh thì các bạn thấy bây giờ cái chế phẩm người ta làm sẵn đó, thì theo mình được biết đó, thì những cái, những cái nguồn phân làm sẵn người ta cũng chế biến từ cái loại uh, phân chuồng hoặc là những cái loại mà rác thải đó các bạn đó người ta làm biến ra thành một cái loại phân hữu cơ rất là lý tưởng các bạn thì uh, người ta làm từ máy móc mà tức là nhà máy người ta chế phẩm ra thì trong đó người ta có thể người ta bỏ thêm cái vi sinh đó, cái vi sinh thì các bạn biết rồi đó cái vi sinh thì nó sẽ tạo ra cái nguồn hữu cơ nó lại là rất là tốt cho cái cây dễ hấp thụ của bạn đó thành ra mình nói sơ về cái nguồn phân thôi thực thực tế thì mình chỉ hiểu nhiêu nói nhiêu các bạn ơi nói dùng cách khoa học thì uh, mình cũng không có hiểu lắm mình chỉ hiểu mức độ là nông dân các bạn ơi nó thì uh, mình hiểu được nhiêu thì mình chia sẻ các bạn nhiêu thôi thì uh, giờ nói thêm cái cây của mình á thì uh, ở đây các bạn thấy có một cái nhánh này nè nó hơi cao các bạn thì nãy mình cũng chia sẻ với bạn là mình phải làm cái nhánh nó hơi thấp hơn cái thân các bạn đó chứ mình đừng có làm là cái nhánh với lại cái thân nó ngang ngang với nhau thì nó giống như cái nạn các bạn tức là lúc đó nó, thì các bạn cảm giác nó là hai thân chứ không phải một thân nữa đó thì khi mà mình cắt cái nhánh này đi nè các bạn thấy mình cắt cái nhánh này xuống thì mình cạp cái nhánh này luôn cho nó sạch sẽ ra hoàn toàn nó thành một cái nhánh và một thân chủ rồi thấy không đó. chứ như hồi nãy đó, thì các bạn thấy là nó như, như cái nạn vậy nè thì các bạn hiểu là mình nhìn vô đó, thì giống như là cái cây hai thân một thân lên đó nó chia ra làm hai đó nhưng mà sau khi mà mình cắt cái này đi đó mình cạp cái này luôn cho nó thông cái cây lại mình giữ lại cái nhánh kia nữa mình ghép thì à, nó sẽ thành một cái tai cành các bạn đó các bạn thấy không chứ không phải như nãy nữa là một nhánh hai nhánh nó ngang nhau giống như là cái nạn thôi đó biến cái cây của mình một thân mà thành lại là hai thân đó các bạn thành ra cái này là cái điều quan trọng nó rất là đơn giản nhưng mà theo mình nghĩ thì nó cũng rất là quan trọng đó các bạn đó thành ra mình phải bắt buộc phải cắt bỏ một nhánh thôi đó. giữ lại một nhánh làm cái thân chính vấn đề như hồi nãy đó mình có nói chia sẻ bạn là khi mình nghiêng nó qua hoặc là dựng đứng lên đó thì nó có thể tạo ra một cái thế khác đó. ví dụ như nãy mình nghiêng ra mình lấy cái thân mà mình đang cắt này các bạn là thành cái thân chính thì cái cái thân chính của nó hiện giờ nó thành thân bay đó thì nó thành biến thành một cái cây bay các bạn à, nhưng mà ở đây thì mình dựng đứng lên thì cái thân chính nó là lại thành thân thân chính còn cái nhánh nó một bên mình cắt nhắn lại thì nó không phải là hai thân nữa mà nó đã thành một thân chính và một cành nhánh các bạn đó thì cái cành chính này mình nên cắt nhắn luôn các bạn đó, cắt nhắn đó. rồi mình ghép vô bo lên để cho nó giót cái cây các bạn đó sau khi mình cắt thì ở đây nó có cái nhánh này thì mình cắt bỏ luôn thì các bạn thấy nó cái cây nó rót lên các bạn nó thon lại ha từ dưới nó lớn rót có nghĩa là có bạn hỏi mình rót là sao à rót có nghĩa là từ ở dưới lớn ở trên nhỏ đó các bạn rót càng câu đó các bạn đó thành ra thì ở dưới lớn trên nhỏ thì cái cây nó rất là lý tưởng để mà mình chơi bonsai các bạn đó sau khi mình cắt sơ thì nó ra cái cây các bạn ơi ở đây mình rất là thích cái cây này là cái cái, cái nó có cái mình hình thú à bạn thì mình cũng xin bật mí các bạn cái cây này mình giao lưu luôn rồi các bạn ơi trước khi mình đăng cái cây này á, thì ngày hôm qua hôm kia mình có đăng hai cái clip trước thì có cái cây trong đó có có cây này thì hai cái cây trước thì anh em cũng đã giao lưu rồi à, có một anh thì ảnh gọi cho mình nó là cũng muốn giao lưu hai cây trước nhưng mà không có còn kịp thành ra nó hơi còn cây để cho ảnh luôn Bây giờ có làm hay là chưa làm hay ra làm sao đó, thì ảnh chưa nhìn thấy nhưng mà ảnh lấy luôn <laughs> cái cây này cũng giao luôn luôn các bạn ơi thì tiện đây cũng xin cảm ơn tất cả anh em ủng hộ mình trong ba cây này rất là nhanh đó thì cái cây này các bạn thấy sau khi mình cắt sữa nãy giờ rồi mình trồng lại thì bây giờ cái cây nó đã hoàn chỉnh như thế này nè các bạn nó bạn nhìn thấy giống như một cái con gì ha một cái tay thì đang bới xuống đất ha một tay thì đưa lên trên thì các bạn thấy cái tay đó nữa mình ghép cho nó một nhánh đó các bạn nó sẽ thành cành cành cạnh hai đó các bạn tay này nè đó bên đây cái tay nữa nè các bạn thấy không đó, đó, mình ghép đây thì cái này là chi số 2 đó các bạn cái tay này nó nó bám đất nè các bạn thấy không? rất là hay các bạn ở đây đặc biệt có cái ức nè các bạn thấy không đó ức rồi ngay chăng cái khủy tay ra nó rất là lực các bạn ha đây này mình thấy thì cái hình thú này rất hay ở trên đây mình ghép bo đó các bạn nó còn đây là nó là cành một nè các bạn đó, cành hai nè thấy không cành cành một có thì nó sẽ thành cành phong luôn các bạn ơi đó thì cái đây là mình dặn dụng thôi cành một cành hai cành phong gì đó thì ba cái đó, đó là ba cái mà bài chi tiết của cái cây trực đó các bạn thì mình dặn dụng nó mình đưa vô cái thế của cái cây mình thôi các bạn không cần thiết phải mà đúng cái chi nằm ở cho vị trí nào đó ở đây thì mình thường chia sẻ các bạn là mình làm sao cho hài hòa cho nó đẹp là được các bạn ở đây thì mục đích của mình nó thì dặn dụng nó vô cái cây thú mà các bạn thì cái cây thú các bạn thấy là cái tay nó nằm đó mình đâu có thay đổi được cái tay các bạn À, vấn đề là mình làm sao cho nó hài hòa thôi à, Vận dụng cái cây trực bài của người ta để mình làm thôi Còn cái tay cành của mình thì các bạn thấy Ở đây nó có một cái tay đó các bạn không Cái tay của con thú á dùng cái tay đó để mình làm cái chi cành đúng không ạ Thật ra là vấn đề mình làm làm sao cho nó hài hòa Chứ còn mà nếu mà mình theo cái chi tiết của cái cây trực bài Thì không thể áp dụng vô cái hình thú này được các bạn Đó Nó là vậy Thành ra mình thì thường chia sẻ các bạn tức là mình vận dụng tất cả mọi thứ mà đưa để đưa vô tất cả những cái cây mà người ta đã làm từ trước nay mình bắt trước các bạn ơi đó mình vận dụng mình đưa vô chứ mình không phải là hay ho không phải tài cán gì đâu cũng phải theo cái khuôn mẫu các bạn đó vấn đề là mình làm sao cho nó hài hòa nhìn cho nó bắt mắt nhìn không bị rối nhìn nó không bị chổi vô mắt rồi tất cả những thứ nó gặp lại thì nó sẽ cho ra một cái cây là tương đối đẹp các bạn đó thì nói chung thì cách làm của mình thì các bạn biết rồi mình lúc nào cũng muốn chia sẻ cái cách làm mà nó nó lạ lạ nó mang lại cái gì đó nó phong phú hơn à, cái mà mình chơi cây truyền thống những năm gần đây đó các bạn thì mục đích của mình là vậy thì à, các bạn thấy sau khi mình đã à, nhổ nó lên rồi cắt sữa ha ngắm ghé là cắt sữa nó ra rồi chuyển đổi nó lên thành một cái cây hình thú mình cảm thấy nó rất hài lòng các bạn không biết các bạn xem sao có thể ý cho mình ha thì à, cái cây này mình đã giao luôn rồi, rồi các bạn ơi đó à, thì à, nói chung thì mấy mấy ngày nay thì mình cũng đi săn được ba cái cây vậy các bạn cũng chia sẻ bạn thì các bạn cũng đã ủng hộ hết rồi nó thì mình dự định chắc bây giờ tết tới các bạn ơi thì có lẽ sang năm mình cũng có thể mình đi săn thêm làm thêm để mình giao lưu các bạn đó. với cái giá thì nó cũng rất hợp lý các bạn ơi đó bạn thấy cái cây này thì cái tầm nó khoảng gần 30 các bạn chắc cỡ 30 đó tay mình thường thường giáp mí hai ngón tay thì 20 rồi đó, trên đây các bạn thấy nó lớn được chút Đó, nó có mình rất là hay các bạn Đó, cuối cùng thì cái cây của mình nó đã hoàn chỉnh các bạn ơi rồi thì mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình à, các bạn xem video thì cũng nhớ chia sẻ mọi người cùng xem đặc biệt nhớ đăng ký kênh mình các bạn ơi à, đăng ký kênh của mình ha rồi xin chào và hẹn những cái video tiếp theo nha